Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sensity Shop. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình HA trên Firewall FortiGate. HA là viết tắt của High Availability, là một tính năng được sử dụng trong các hệ thống yêu cầu downtime ít, trong đó sẽ có ít nhất hai thiết bị được cấu hình để hoạt động như một thiết bị logic. FortiGate cấu hình HA thông qua giải pháp FortiGate Clustering Protocol, viết tắt là FGCP, hoạt động ở hai mode là Active Active hoặc Active Passive. Để cấu hình HA được thì yêu cầu các thiết bị phải cùng model, cùng phiên bản OS và cùng loại license được active. Với các mã sản phẩm có ổ cứng thì cũng phải cùng số lượng và dung lượng ổ cứng nữa. Với active passive thì một firewall sẽ hoạt động gọi là primary, còn một firewall ở chế độ chờ là secondary. Tất cả các cấu hình trên primary sẽ được đồng bộ xuống các thiết bị secondary. Chỉ khi nào thiết bị chính lỗi hoặc các link monitor gặp vấn đề thì secondary sẽ thay thế ngay lập tức. Với Active Active thì điểm khác chính là cả hai firewall sẽ cùng xử lý dữ liệu, trong đó Primary sẽ nhận tất cả các phiên và cân bằng tải các traffic này giữa các thiết bị trong HA. Để cấu hình HA thì trước tiên chúng ta phải có các link heartbeat. Nếu các thiết bị có cổng HA chuyên dụng thì các bạn có thể sử dụng luôn cổng này. Ví dụ như thiết bị FG100E này có hai cổng HA chuyên dụng, các bạn nối hai cổng HA này trên hai firewall bằng cáp mạng bình thường. Chúng ta chỉ cần một link là có thể cấu hình được HA rồi. Tuy nhiên nếu thừa cổng thì các bạn nên cắm tối thiểu hai link để dự phòng cả trường hợp cáp mạng HA này bị lỗi. Với firewall không có cổng HA chuyên dụng thì các bạn cắm cổng nào cũng được, nhưng số cổng thì nên giống nhau giữa hai firewall. Ok, mình đang có hai firewall cùng chạy phiên bản mới nhất hiện tại là 7.2. Cổng 1 và cổng 2 trên firewall mình sẽ cấu hình là cổng heartbeat. Cổng 3 là cổng mình đang nối uplink lên router. Cổng 4 mình sẽ nối xuống mạng LAN bên dưới. Phiên bản của mình là 7.2, là mục system sẽ được chuyển xuống phía dưới, có thể hơi khác so với thiết bị của các bạn. Các bạn cứ tìm mục tương tự nhé. Vào menu system, HA. Mode mặc định sẽ là standalone. Các bạn chọn loại HA muốn sử dụng, mình sẽ chọn active active. Cả hai mode này cách cấu hình sẽ giống nhau, chỉ khác nhau về cách firewall hoạt động thôi. Nhập Priority. Thiết bị nào có Priority cao hơn thì sẽ được bầu làm Primary. Do vậy các bạn cấu hình Priority cho firewall nào muốn làm Primary giá trị cao hơn là được. Mình sẽ để mặc định là 128. Group Name và Password thì các bạn chỉ cần đặt giống nhau trên hai thiết bị là được. Tùy chọn Session Pickup để đồng bộ hóa các phiên. Khi bật tính năng này lên thì một số phiên sẽ được đồng bộ trên hai firewall. Nếu có chuyển đổi dự phòng thì thiết bị mới có thể tiếp tục xử lý các phiên cũ mà không cần client phải thiết lập lại phiên. Monitor Interface thì các bạn nhập các cổng mà các bạn muốn theo dõi. Nếu một trong các cổng này bị lỗi thì sẽ xảy ra chuyển đổi dự phòng. Các bạn nên monitor những interface quan trọng có thể ảnh hưởng đến dịch vụ. Mình sẽ monitor cổng 3 nối lên router và cổng 4 nối xuống mạng LAN. Heartbeat Interface chọn cổng HA. Trong mô hình của mình là cổng 1 và 2. Priority của hai cổng HA các bạn để mặc định cũng được. Nó sẽ quyết định cổng nào sẽ được sử dụng để gửi gói tin heartbeat, cổng nào dự phòng thôi. Cuối cùng là tùy chọn Management Interface Reservation. Bình thường khi các bạn cấu hình HA xong thì sẽ chỉ vào được IP của thiết bị chính thôi. Nếu bật tùy chọn này lên và chọn cổng Manager thì các bạn có thể truy cập được vào cả IP của Secondary luôn. Mình sẽ bật tùy chọn này lên và chọn cổng quản trị của mình là cổng 5. Ok, như vậy là xong trên thiết bị Primary. Tiếp theo mình sẽ cấu hình trên Secondary. Trên Secondary mình chỉ cần cấu hình tương tự. Riêng mục Priority mình sẽ đặt là 120 để thấp hơn so với Primary. Quay lại Primary, các bạn có thể thấy hai thiết bị đã được cấu hình thành một cluster. Tuy nhiên thì hai thiết bị này đang không được đồng bộ. Các bạn có thể để chuột vào dấu X đỏ này. FortiGate sẽ cho chúng ta biết cấu hình nào chưa được đồng bộ. Như trường hợp của mình là do phần cấu hình trong system mình đã thay đổi trước khi cấu hình HA. Trường hợp not sync này thì đơn giản thôi. Các bạn vào giao diện dòng lệnh và gõ lệnh HA sync start là được.
Các bạn để ý phần status của hai firewall chuyển thành sync là ok, nghĩa là cấu hình đã được đồng bộ trên hai thiết bị. Nếu một thiết bị bị lỗi thì thiết bị còn lại có thể sử dụng cùng cấu hình để hoạt động. Bây giờ các bạn cấu hình gì trên một firewall thì cấu hình sẽ tự động được đồng bộ trên firewall còn lại. Mình sẽ đặt thử IP trên 3 cổng của primary nhé. Chuyển sang secondary để kiểm tra. Các bạn có thể thấy cổng 3 trên secondary đã được cấu hình tương tự như primary. HA sẽ xảy ra chuyển đổi dự phòng khi thiết bị bị lỗi hoặc các link monitor bị lỗi do mình đang sử dụng máy ảo. Các cổng mặc định cứ cắm dây vào là up, do vậy để test trường hợp link lỗi thì mình cần delete hẳn link kết nối đi. Mình sẽ xóa link kết nối từ port 4 trên primary xuống switch core. Các bạn có thể thấy thiết bị secondary đã nhảy lên làm primary do một link trên primary cũ bị lỗi. Để kiểm tra xem nguyên nhân chuyển đổi dự phòng là gì, các bạn có thể vào giao diện dòng lệnh và gõ lệnh get system HA status. Phía trên sẽ hiển thị nguyên nhân xảy ra chuyển đổi dự phòng, bao gồm ngày giờ, thiết bị nào được chọn là primary do vấn đề gì. Như trường hợp của mình thì là do link bị lỗi. Phía sau này là ping lỗi thì cũng do link bị lỗi thôi. Các bạn cũng có thể kiểm tra trạng thái đồng bộ cấu hình trong lệnh này. Cả hai thiết bị đều in sync là ok. Còn nếu một trong hai là out of sync thì các bạn cần kiểm tra lại tùy trường hợp. Mặc định thì option đòi lại quyền, mà trong các giao thức như VRP chúng ta hay gọi là preempt, sẽ không được bật. Nghĩa là khi mình cắm lại link từ cổng 4 trên primary xuống core thì sẽ không có chuyển đổi xảy ra. Mình sẽ cắm thử. Các firewall vẫn giữ nguyên role của mình như ban đầu. Các bạn không nên bật tính năng này, do nếu bật thì khi port 4 up lại firewall sẽ xảy ra chuyển đổi dự phòng lần nữa và có thể một số phiên sẽ bị gián đoạn trong quá trình này. Còn nếu bạn nào muốn cố định một firewall luôn làm primary trong trạng thái mạng bình thường thì các bạn có thể bật trong CLI nhé. Cấu hình này không có trong giao diện web. Trước tiên mình sẽ delete link trên cổng 4 trước đã. Truy cập vào CLI. Vào mode cấu hình HA bằng lệnh config system HA. Set thuộc tính override thành enable. Các bạn cần gõ lệnh end sau khi cấu hình xong để thực thi cấu hình vừa rồi nhé. Giờ mình sẽ nối lại link trên port 4. Các bạn có thể thấy các thiết bị đã đổi role như ban đầu, nghĩa là khi không có lỗi gì trong mạng thì firewall nào có priority cao hơn sẽ luôn là primary. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình HA trên firewall FortiGate. Nếu các bạn gặp khó khăn gì có thể comment bên dưới video để mọi người cùng khắc phục nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.